Móng tay có những dấu hiệu này cảnh báo nguy cơ ung thư rất là cao, đừng chủ quan mà chúng ta hãy gặp bác sĩ ngay. Thứ nhất, đó là móng tay có màu vàng, móng giòn, dễ gãy thì có khả năng là móng tay chúng ta đang bị nhiễm phải nấm móng, và nếu mà để lâu ngày có thể dẫn tới là mất móng. Thứ hai, nếu là trên móng tay chúng ta xuất hiện những đốm trắng hay còn gọi là những cái hột gạo là dấu hiệu cho thấy cơ thể chúng ta đang thiếu vi chất dinh dưỡng. Dấu hiệu thứ ba đó là móng tay bị sọc đen, nếu mà móng tay đột ngột xuất hiện những sọc đen dọc trên móng thì có thể là báo hiệu bệnh ung thư sắc tố, và các bạn có thể biết là ung thư sắc tố là một trong những dạng nghiêm trọng nhất của ung thư da và có thể biểu hiện qua sự thay đổi của móng tay. Trong trường hợp này thì tốt nhất là chúng ta nên đi khám để mà được kiểm tra, có thể là được điều trị đúng cách. Hãy theo dõi kênh của Dược sĩ Đạt để cập nhật thêm những video hữu ích cho sức khỏe nhé.